Hồi trước thì anh ngông lắm. Từ khi nào mà anh lại thay đổi như vậy? Từ ngày gặp em, không có thua tha. Yên lòng ta thơ, chuyện khóc thương ta. Mà dòng đời nhiều mong ước, không bên em sẽ mãi yên bình. Tuổi xuân đẹp như ánh trăng, nhìn mong lòng nghĩ mong như lòng mình còn nhiều trời vơi. Chiều mưa rơi không bên đời, nhưng anh vẫn chờ em tới. Ngàn yêu thương sâu mũi, xin đừng là bầu trời em ơi. Nếu em không nghỉ ngơi, cả xin đừng chỉ cần thế. Mày bảo là mày muốn yêu gái ngoan ấy, bà mày dạ vâng, ngoan ngoãn hiền lành thục nữ thì mày đéo yêu. Thế thì từ nay nhá, bà mày làm ở gần phố. Chứ đụng anh em tao, tao ợp 5 phút trước.
đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Anh yêu em đó mà, điên sao? Đâu phải, má của em nói phải kiếm một người giàu sang để gả em mới được. Nói tình yêu đâu có ích gì đâu. Hạnh phúc là gì? Mình phải nắm giữ nó, đừng để nó buông khỏi. Ai cũng nói rằng, chuyện gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi. Không, đến mà không biết giữ nó sẽ đi mà không biết níu nó sẽ chạy. Hạnh phúc gia đình là phải hai người nắm giữ, một người không bao giờ nắm giữ được nếu người kia muốn buông xuống.